Hello anh em, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay chúng ta sẽ đi cung đường Nguyễn Lữ với lại Cần Vương. Thì thật ra lâu quá rồi cũng không đi lại cung đường này. Hôm nay thì sẽ di chuyển trên khu vực đó để xem thử nó có gì thay đổi không nha. Đang kiểm tra xem thử cái cam nó có bị lệch không. Giờ là 10 rưỡi rồi thì Thanh không ra, không thể đi xa được. Hôm nay check in lại lượng công việc thì thấy mình đây hiệu suất ngày hôm qua nó không ok, anh nên cũng hơi tiếc đấy. Anh đang suy nghĩ thử cải tiến như thế nào. Thực ra nếu mà đã đi vào guồng rồi nó rất là đơn giản mọi người, nhưng mà làm mấy cái job online thì thực ra mình phải thay đổi liên tục theo cái nhịp. Mình không thay đổi kịp thì mình lại thua lại không có tiền. Thấy ngay luôn mọi người, hôm nay làm ngày mai thấy luôn. Làm dài hơi ấy, thì ăn lâu hơn, nhưng mà xây lâu, xây nền tảng lâu. Còn làm ăn liền thì qua hồi đấy thôi, xong nó thay đổi cái trend ấy thì mình lại phải thay đổi chính mình. Đấy, cái nhịp nào nó cũng đang phải đi liên tục để mà cống hiến ra rồi mới làm được. Nó chỉ được cái là mình thoải mái về thời gian thôi. Giờ chúng ta đang đi trên Nguyễn Thị Định đó mọi người. Nắng hôm nay đẹp. Dọc trục đường này giờ có mấy quán cà phê lớn á, quá trời các bạn trẻ ghé vô. Mình cảm thấy tại sao các bạn trẻ có nhiều thời gian như vậy. Mặc dù mình cũng ngồi mà không có thời gian để thưởng thức luôn. Ta sẽ chạy lên Trương Dương và chạy ngược từ Cần Vương chạy về. Thiết kế của khách sạn phía trước đẹp ghê, thích khi cảm giác cây xanh nó bao phủ như vậy. Ok, đường Cần Vương này nha mọi người. Nó còn một đoạn ở phía trên đường nối giữa Trương Dương với Tây Sơn nữa, nhưng mà đoạn hết thì khá ngắn và vắng thôi. Mà nó đang có đám cưới nữa nên mình sẽ di chuyển từ đoạn này đi xuống Cần Vương. Ngày xưa đoạn này gọi là đất ruộng nè, hết kêu không dám ai ở nè, đắp cấp cho cán bộ, nhiều người không qua. Nhưng bây giờ nhìn nè, quá ư là tuyệt vời. Khu vực này xem 100 triệu mét vuông nha mọi người, quanh quanh mức đó. Hôm nay trời nắng với lại mới tỉa cây xong, nhìn đoạn này nó thông thoáng. Đợt trước đi thì kiểu nó hơi bị lưu lạm vào mùa mưa. Hôm nay tỉa xong nhìn đẹp hẳn ra.
Đúng là nắng lên đi đường nào thấy cũng ưng hết rồi mọi người ạ. Đẹp. Đặc biệt khu này nữa. Khu này thì nó không có kinh doanh buôn bán gì nhiều nha, thỉnh thoảng mới có một vài quán thôi. Rất thích hợp cho ở, nhẹ nhàng. Dần dà thì nếu mà Nguyễn Thị Định nó bị lấp đầy thì các cái con đường ngang này cũng sẽ bị gọi là dịch vụ hóa. Còn hiện tại thì nó vẫn chưa. Cái đoạn mà gần các con đường ngang á, thì nó sẽ được tận dụng kinh doanh rồi. Còn ở đoạn giữa thì kiểu vẫn còn chuyên ở lắm. Quá thích cô này luôn. Ở đây có một cái quán mà mình chưa check in lần nào. Trong hình như sân vườn rất là hay ho. Nhưng mà bị chắn mất rồi, muốn biết là phải đi vào, chưa check vào được. Ok, đi đoạn này rồi thì nếu mà rẽ phải ta ra Nguyễn Thị Định nha. Đây, bên kia, rất là gần luôn. Giờ ta sẽ đi bên này, như còn một con đường nữa. À hết rồi. Hết rồi mọi người ơi. Không thuộc đường rồi. Nó ở phía trong chưa kìa. Đấy, còn con đường nữa là ở phía trong. Đinh Công Tráng. Đường này là đường. Đường gì? Quên coi mất tiêu rồi. Nguyễn Trung Trực. Đường này nó nhỏ hơn. Nhưng mà nó gần Nguyễn Thị Định hơn. Đi thử một đoạn thôi nha. Lên tới Tô Hiến Thành thì sẽ rẽ sang phải ra Nguyễn Thái Học. Ta sẽ đi cái đoạn Tô Hiến Thành này để anh em so sánh thử như thế nào. Đường Nguyễn Thi này để bên tay Thi Sách này để bên tay phải thì nó sẽ bị cục, không đi được, lúc nãy mình không qua được. Tôi Hiến Thành là điển hình của những con đường dịch vụ hóa này. Thì người ta mặc tiền thường là lụm ra kinh doanh hết rồi. Tôi Hiến Thành thì nó song song với Ngô Mây, nhưng mà tại vì nó là bị tới đường Đại học Quy Nhơn nó bị chắn, nó không có thông ra biển được. Thứ hai là cái khu vực lòng đường của nó cũng nhỏ hơn nên là nó sẽ không phát triển bằng Ngô Mây.
ok, hôm nay chúng ta dạo sơ vậy thôi nha. Nếu mà có cái dịp đi xa thì nó sẽ có những cái video lạ lạ hơn. Còn hôm nào thì bận quá thì sẽ di chuyển đến thành phố để mọi người xem cái khung cảnh bên trong này. Tất nhiên thì nó cũng sẽ kiểu nó sẽ lặp lại hình ảnh đó, nên mọi người cũng thông cảm nha. Ok, cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video sau nha.